Jennie nhóm Blackpink thiết lập quyền riêng tư trên tài khoản Instagram. Những bức ảnh riêng tư bị lan truyền khiến nhiều người lo lắng cho tinh thần của Jennie Blackpink. Trong vài tháng qua, Jennie Blackpink và V BTS trở thành tâm điểm bàn tán khi tin đồn hẹn hò của cả hai được chia sẻ. Vụ việc bắt nguồn từ bức ảnh được cho là Jennie và V cùng xuất hiện trên đảo Jeju. Kể từ đó, một số tài khoản Twitter bắt đầu lan truyền nhiều hơn những bức ảnh thân mật của hai thần tượng làm giấy lên nghi vấn Jenny bị hack tài khoản hoặc iCloud. Trong những lần đăng tải ảnh riêng tư của Jenny và V lên mạng xã hội, người dùng Twitter đã tiết lộ cái tên Lizohium. Ngay lập tức, công chúng đã thăm dò để tìm ra Lizohium là ai. Trước hành động của netizen, Jenny ẩn tất cả những người cô theo dõi trên tài khoản Instagram cá nhân. Hiện tại Instagram của Jenny cũng không hiển thị theo dõi bất kỳ tài khoản nào. Theo người hâm mộ trước khi Jenny có động thái trên Instagram cá nhân. Nữ thần tượng của Blackpink đã hủy theo dõi một người. Đồng thời, người có tên Lee Jo Hyung cũng đã hủy theo dõi Jenny cùng thời điểm. Thông qua tìm hiểu, công chúng phát hiện ra Lee thực sự là bạn chung của cả V và Jenny. Người này được cho là đã đến đảo Jeju cùng với hai thần tượng đình đám. Hành động của Jenny trên Instagram khiến nhiều người lo lắng, cho rằng cô đang gặp căng thẳng và chịu áp lực về tin đồn hẹn hò. Đặc biệt, một tài khoản Twitter mới đây đã đăng ảnh Jenny trong bồn tắm, điều này khiến người hâm mộ thêm phần lo ngại và yêu cầu YG Entertainment phải vào cuộc và có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ của mình.